chiều ngày 28 tháng 2, các đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kiểm tra tiến độ xây dựng chợ tạm tại phường Lãm Hà cùng đi có lãnh đạo công an quận, văn phòng quận ủy. Chợ tạm được xây dựng tại phường Lãm Hà có quy mô 393 kiosk do công ty May Diêm Sài Gòn thực hiện. Nhằm phục vụ việc di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ sắt thuộc quận Hồng Bàng, Đến nay, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các ký ốt bán hàng, còn một số hạng mục phụ trợ đang tiếp tục được triển khai. Theo kế hoạch, trong tháng 3, các hộ kinh doanh ở chợ sắt cũ sẽ chuyển hàng hóa về chợ tạm và từ mùng 1 tháng 4 sẽ bắt đầu việc kinh doanh đồng chí phạm văn khanh ủy viên thành ủy bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận và đồng chí nguyễn trường sơn phó bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận giao công an quận sớm xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong chợ tạm và khu vực xung quanh tạo điều kiện để các hộ tiểu thương hoạt động ổn định phát triển kinh doanh